Vâng, thưa quý vị, thông qua số điện thoại 0901812999 thì chúng tôi có nhận được phản ánh của rất nhiều quý vị khán giả. Và ngay sau đây thì chúng tôi xin được chuyển phản ánh của những người dân mà sinh sống tại thành phố Thái Bình. Họ chia sẻ về tình trạng vỉa hè bị xuống cấp rồi nứt vỡ và nhếch nhác ở trên phố Trần Thánh Tông, thành phố Thái Bình, gây mất mỹ quan và tiềm ẩn những nguy cơ về mất an toàn giao thông. Quý vị đang theo dõi hình ảnh được phản ánh từ phố Trần Thánh Tông ở thành phố Thái Bình. Con phố này thì là một tuyến huyết mạch nối thẳng vào trung tâm của thành phố. Thường ngày có rất là nhiều những phương tiện qua lại nơi đây. Tuy nhiên, thời gian gần đây tại con phố này xuất hiện tình trạng vỉa hè bị nứt vỡ nghiêm trọng. Các gốc cây, rễ cây trồi lên, cày nát cái phần vỉa hè. Từ đó gây ra tình trạng mất mỹ quan. Không những vậy, tại phần vỉa hè này vào sáng sớm hoặc là chiều muộn thì thường sẽ có những người dân đi tập thể dục qua lại. Trong đó những cái miếng gạch bị bong tróc lồi lõm ở trên vỉa hè đem lại cảm giác không an toàn cho người dân ở nơi đây. Nếu mà không tập trung quan sát, rất dễ gặp nguy hiểm khi mà chúng ta đang đi bộ hoặc là tham gia giao thông. Người dân đề nghị chính quyền địa phương cùng với các đơn vị quản lý phải sớm có biện pháp để khắc phục tình trạng nói trên.